Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thân Bao Nhiêu Năm, mình là Minh Trí. Đây là video có tên Thân Ngô Bích và mang lực cao ngọn ngục. Hiện tại các bạn có thể thấy trên sân đấu thì nhân vật Petrus đã sử dụng con bài của tiến sĩ Giang Hà. Cả hai đều sử dụng con bài của tiến sĩ Giang Hà các bạn. Đó là con bài tỷ đan thiên sứ. Tại vì năm nay các bạn có thể mua được con bài tỷ đan thiên sứ đó rồi. Các bạn nghĩ Obelix sẽ thuộc sở hữu của team nào? Hiện tại thị trường đang có vẻ rất là cân bằng. Đó là con bài Mega Monad. Như vậy là sau khi được sự bảo vệ của con bài phép kia, con bài mong được đại bất tử từ các bạn. Tất nhiên mong được với các bạn từ con bay thủ hung hăng của Pegasus thì Yuki Dai đã có một tên huống rất sản xuất. Và đầu hàng các bạn, chúng ta hãy xem lại thiệt nhân vật của Yuki Dai nhá. Trận đấu này là điểm nhấn, mình thấy là có hai điểm nhấn đặc biệt, đó là cả hai đều sử dụng những con bài cũng chỉ sáng ngà. Điểm nhấn thứ hai là điểm nhấn quan trọng nhất, đó là sức mạnh của bài mâm đục. Như các bạn đã biết thì Obelix cần phải đến 3 quái thú để hy sinh để triệu hồi. Và phát đó thì một con mâm đục nó tự hủy, nó gọi là đến 5 con mâm đục khác. Chắc là hài nào. Đấy nhá, một mâm độc nó tạo thành 5 con mâm độc khác. Sau đó Obelix đã dùng con bài của đấm thân thánh thì trên hai quái. Và như vậy là cái ba tiến xuất đã đấu hàng các bạn. Một trận đấu rất hay với sự kết hợp của con bài thân Obelix và con bài mâm độc. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình.